Trước đây nhắc đến khởi nghiệp, nhiều người vẫn có suy nghĩ là người trẻ khởi nghiệp đơn thuần chỉ là những ý tưởng mơ hồ. Sau nhiều lần thất bại thì may ra mới vài người có thể thành công. Nhưng không, ý tưởng chỉ đóng góp 1% vào thành công trên con đường khởi nghiệp, 99% còn lại đến từ nhiều yếu tố quan trọng khác. Đã là năm thứ ba kể từ ngày đầu tiên chàng thanh niên người Chin Pong Yong Ha Úc ở xã Ca Đương, huyện Đơn Dương bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu và cho ra đời thương hiệu cà phê từ ngôi làng của mình. Không đơn thuần là một ý tưởng, để những bước đi đầu tiên được vững chắc, Hà Úc đã dành thời gian đi học chuyên sâu hơn về cà phê và được cấp chứng chỉ của SCA, một tổ chức uy tín hàng đầu và có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành cà phê toàn cầu, đại diện cho hàng ngàn chuyên gia từ mọi vị trí trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê. Để đi đến được hôm nay, chặng đường khởi nghiệp vừa qua mang đến nhiều bài học thực tiễn đáng quý cho chàng trai trẻ này. Đến bây giờ thì hơn 3 năm mà bước đi và xây dựng từng bước, thì những cái nền tảng mình nói về các khâu chăm sóc, trồng trọt, sơ chế hay là chế biến, thì em ban đầu thì tự thân đi học và sau đó thì chuyển giao những con người có khả năng, như là người trong gia đình, người hàng xóm, họ có khả năng làm việc đó. Rồi dần dần thì về vấn đề về mặt nền tảng đó đã xong. Và bây giờ là cần để mình có thể bán nhiều hàng hơn về vấn đề về mảng marketing. Và đây là một cái điều mà em đang bước đi và cần sự hỗ trợ và giúp đỡ những nhiều người khác. Có thể rằng một mình, giống như một câu nói vui rằng bạn của mình thì có giới hạn, nhưng bạn của bạn của bạn của bạn thì kết nối nhiều người. Những thương hiệu non trẻ bám rễ trên mảnh đất quê hương Lâm Đồng đã và đang nỗ lực mang hạt cà phê Lâm Đồng vốn đạt chất lượng cao nhưng chưa được thị trường thế giới biết đến nhiều, đến gần hơn với người tiêu dùng, không chỉ trong nước và còn hướng đến xuất khẩu sản phẩm cà phê chế biến sâu. Là một doanh nghiệp khởi nghiệp và cũng là đơn vị hiếm hoi áp dụng tiêu chuẩn SCA trong chế biến cà phê tại Lâm Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Phúc Nông đã vạch ra những chiến lược cụ thể để xây dựng thương hiệu thành công. Từ lúc cái nguyên liệu đầu vào và em được kiểm soát rất là chặt chẽ về chất lượng, có nghĩa là từ cái khâu chăm sóc cho đến cái khâu thu hái, hàng hái cùng thu hái của mình được đưa vào sử dụng thì nó phải đạt độ chuẩn 900% được quản lý chặt chẽ theo một cái quy trình riêng của một farm. Cái mục tiêu chính của Good Coffee là muốn người địa phương và người Việt Nam mình được uống những cái cà phê ngon nhất trong cái vùng mình làm ra. Không đơn giản là những cái trước đây thì theo cái thói quen hoặc là chạy theo cái vùng kinh tế thì người ta sẽ xuất đi những cái hàng ngon và người Việt Nam mình uống lại những cái cà phê gọi là không đủ chưa chuẩn lắm. Nhưng mà cái mong muốn của cà phê thì ngược lại là muốn người Việt Nam mình, người địa phương của mình được uống cái cà phê ngon rồi sau đó là mình mới xuất đi, chứ mình không chú trọng về là phải cái ngon phải xuất đi trước. Với tầm nhìn của những người trẻ, để sản phẩm cà phê chất lượng đến được đúng với khách hàng tiềm năng, chất lượng sản phẩm đến từ từng hạt cà phê nguyên liệu vẫn chưa đủ. Việc quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương là những nhân tố quan trọng góp nên thành công. Là phiên chợ nông sản hữu cơ, có nghĩa là cái yêu cầu đầu vào của mình á, đối với các nhà cung cấp mới á, sẽ là đang canh tác hữu cơ. Phiên chợ đầu tiên là tháng 2 năm 2019. Nhóm mình là sẽ gom lại với nhau thành một cái bàn nhỏ ở một cái tiệm cà phê. Rồi nhà nông có gì thì đem lên, rồi các bạn ở nước ngoài sẽ mua cái đó. Thì xuất phát từ cái nhu cầu đó thì thấy các cái nhu cầu của các cái bạn khách hàng á, cũng nhiều lên và nhà nông họ cũng muốn được nhiều bán nhiều sản phẩm hơn. Thì phiên chợ dần dần được mở rộng và nó thành lập một cái team, một cái nhóm mà chuyên quản lý cái việc mà lựa chọn các nhà cung cấp, cũng giống như là quảng bá cái phiên chợ đến với nhiều khách hàng hơn. Những người trẻ đang trên chặng đường chinh phục lý tưởng của mình bằng những ý tưởng trẻ, nỗ lực lớn và chiến lược kinh doanh phù hợp trên lĩnh vực sản xuất chế biến cà phê và trên chặng đường dài phía trước. Nếu có sự tiếp sức từ cơ chế, chính sách, các chương trình hỗ trợ vốn sẽ là đòn bẩy giúp họ tạo nên những bứt phá mới.